Chỉ cần quan sát một điểm duy nhất này trên tay là có thể biết được bản thân bạn sau này có được nhờ về con cái hay không. Bất cứ người cha, người mẹ nào sinh con cái mình ra, nuôi dạy cho khôn lớn, sau này cũng đều mong cầu con cái của mình sẽ là người thành đạt, ngoan ngoãn, hiếu thuận và sẽ làm được nhiều lợi lạc, lợi ích cho xã hội. Nhưng mà đâu phải ai mong cũng đều được như vậy. Con cái đến với chúng ta đều do bốn nhân duyên. Không phải bốn nhân duyên này thì sẽ không đến. Một là báo ơn, hai là báo oán, ba là đòi nợ, bốn là trả nợ. Nếu mà rơi vào báo oán và đòi nợ thì thực sự đó là bi kịch. Cuộc đời của các bạn sẽ rất khổ, rất đau đầu khi phải nuôi dạy chúng. Con cái của các bạn sẽ rất khó bảo và sau này còn báo hại các bạn nữa. Còn thực sự may mắn nếu những đứa con của các bạn đến là để báo ân và trả nợ cho các bạn. Và ngay ngày hôm nay đây, mình muốn giới thiệu tới tất cả các bạn một mẫu bàn tay của một người nữ giới sinh năm 1973. Mẫu bàn tay này được đánh giá là người có số vất vả, lam lũ từ rất là sớm. Và cung tử tức trên mẫu bàn tay của chủ nhân mẫu bàn tay này rất xấu, thấp, hãm, khô. Đó là dấu hiệu không được nhờ về con cái. Con cái đến chỉ để báo hại cho chính chủ nhân mẫu bàn tay này thôi. Và sau đây mình sẽ đi phân tích từng đường chỉ, những cái nét cơ bản nhất trong cái mẫu bàn tay này để cho các bạn thấy được cái tinh hoa của cái môn xem chỉ tay nhân tướng học này. Mình muốn đề cập tới cái vấn đề đầu tiên, đó là cung tử tức. Cung tử tức sẽ nằm ở dưới vị trí giao nhau của kẽ ngón trỏ và ngón đeo nhẫn cưới. Đấy, vị trí giao nhau ở vị trí này này này. Ở dưới nó sẽ có một cái gò, một cái đệm thịt. Đấy, nó sẽ hơi thiên lệch về ngón tay út một phần. Đấy. Nếu vị trí khoanh tròn màu xanh này, khu vực này không nổi cao, không có đầy đặn, màu sắc không có được đẹp, lại còn khô khan nữa, thì chính chủ nhân mẫu bàn tay này đây, cái gò này nó bằng phẳng luôn này, thấp này, hãm này, bằng phẳng này, và có vài vết cắt hiện lên này. Đó sẽ là dấu hiệu của người không có phước được nhờ về con cái. Con cái đến với họ như là để đòi nợ, như là để báo oán vậy đây, khiến cho bản thân họ rất là phiền lòng, rất là đau đầu. Qua cuộc trao đổi với chủ nhân mẫu bàn tay này, chủ nhân mẫu bàn tay có chia sẻ thực là hiện tại đang có 3 cậu con trai và cả 3 cậu đều dính vào nghiện ngập ma túy đá. Đúng là cái môn xem chỉ tay này nó không hề sai. Khu vực gò cung tử tức này nó thấp hãm này, nó xẹp lép này và trông còn khô khan nữa, thì làm sao được nhờ con cái? Con cái chỉ đến báo hại cuộc đời của mình thôi. Đây sẽ là một cái điều vô cùng đáng ngại và cũng là một mối lo lắng rất lớn cho chủ nhân mẫu bàn tay này. Làm được bao nhiêu tiền, tích góp được bao nhiêu cũng lo cho con cái hết. Những gia đình nào đã rơi vào hoàn cảnh này, đã từng trải qua, cũng đã biết được nó khó khăn, nó khổ ải, nó vất vả đến như thế nào. Nuôi con khôn lớn, tưởng con lớn khôn nhưng mà lại không được nhờ cậy, lớn lên lại còn báo hại cuộc đời mình nữa. Và khi ta nhìn tổng quan mẫu bàn tay này, ta cũng thấy đó là da bàn tay của người phụ nữ này rất là khô, thô ráp. Và các ngón tay dấu hiệu rất nhiều vết chai sần. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, rất nhiều chai sần này. Thể hiện là người làm những công việc liên quan đến sức vóc. Đấy, không thiên về trí tuệ mà sẽ thiên về sức vóc là nhiều hơn. Lam lũ quần quật. Và chủ nhân mẫu bàn tay này hiện tại đang làm canh tác nông nghiệp. Tay cứ phải làm nặng. Chính vì thế gò trên lòng bàn tay này thô ráp này, các ngón tay cũng vậy này, nó bị nứt này, đẻ này, do tính chất công việc suốt ngày phải vất vả lam lũ tay chân rất là nhiều. Và khi ta quan sát kỹ, ta cũng thấy trên mỗi bàn tay này các gò thì xẹp lép, mọi người thấy không? Đấy, thể hiện là người thiếu phước, phước đức mỏng, không có được dày, cuộc đời hay gặp nhiều éo le, nhiều bất hạnh. Bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái khổ ải, đâu đâu nó cứ đưa tới. Chứng tỏ chủ nhân mẫu bàn tay này kiếp trước chưa có tu tập, nên kiếp này phải nhận lại quả báo rất lớn. Và cái điểm kết thúc của đường chỉ sinh đạo, nó sẽ làm hình đuôi cá. Đấy, mọi người thấy không? Đó sẽ là dấu hiệu của người số đi xa xứ, xa quê từ rất là sớm. Đấy, chứ không ở trên đất quê hương. Chủ nhân mẫu bàn tay này có chia sẻ thực với mình rằng là quê gốc là ở Hà Tây, Hà Nội ấy.
đi vào miền Đắk Nông lập nghiệp cũng được 17-18 năm rồi. Đấy. Đi xa từ rất là sớm. Mà chỉ có đi xa quê thì kinh tế mới được gọi là tạm tạm một chút thôi, chứ ở trên đất quê hương thì không khá nổi. Vì thế, phần lớn những người mà sở hữu đường chỉ sinh đạo đoạn về cuối này, cái điểm kết thúc nó sẽ làm đôi này, càng đậm càng sâu càng rõ, sẽ là người số phải đi xa quê, tha phương lập nghiệp, chứ không phải ở trên đất quê hương. Mình cũng đã xem cho một vài người thấy đường chỉ sinh đạo về cuối nó cũng sẽ làm đôi như thế này, và họ đến tận ngoài 40 tuổi đầu rồi mà họ vẫn ở trên đất quê hương, vẫn chưa ra khỏi cái cổng làng. Đấy. Và họ không tin điều này. Nhưng mà một vài năm sau họ làm ăn thất bại, vỡ nợ rồi cũng phải đi xa quê. Thì họ có nhắn tin lại cho mình là xác thực đúng là như vậy. Lúc đầu họ không tin, nhưng về sau cuộc đời nó ứng nghiệm chính xác là như vậy. Và chuyến đi xa có mang lại may mắn thực sự là nhiều hay không, hay là chỉ ở một cái phương diện vừa phải, thì ta phải căn cứ theo nhiều cái đường nét khác trên mẫu bàn tay này. Chủ nhân mẫu bàn tay này trên đường chỉ sinh đạo ta thấy có một cái nhánh hướng lên. Đấy, rất là đậm, sâu và rõ. Đây là dấu hiệu tiền vào, kinh tế bắt đầu là khá này, làm ăn bắt đầu là thuận lợi này. Từ khoảng ngoài 40 tuổi này, mẫu bàn tay này sẽ có lộc này, làm ăn sẽ tốt này. Đấy. Và trên mẫu bàn tay này cũng có một cái đường chỉ mình có thể minh họa màu đỏ đây. Nó xuất phát từ đường tâm đạo, nó chạy thẳng lên cái vị trí Gò Thái Dương này. Đó sẽ là người có lộc về đất đai, có thể đầu tư đất đai, bất động sản. Đấy. Và chủ nhân mẫu bàn tay này có tâm sự với mình là từ khi khai thiên lập địa đi vào vùng đất Đắk Nông lập nghiệp thì trong tay cũng đã nắm giữ một vài hecta đất, nhưng nó chỉ là cái tài sản cố định thôi, chứ hiện tại chủ nhân mẫu bàn tay này tiền mặt không có. Có đất, có tài sản chứ không có tiền. Đấy. Hiện tại vẫn đang rơi vào cảnh túng thiếu, vất vả, khó khăn. Đấy. Thì cái giai đoạn từ ngoài 40 đây, đấy, có đường nhánh hướng lên đây, đấy, sẽ báo hiệu là chủ nhân mẫu bàn tay này có lộc về đất. Kinh tế nói chung là tạm ổn, tạm khá. Tuy sở hữu có đường chỉ may mắn hướng lên và có lộc về đất, nhưng mẫu bàn tay này mình đánh giá không phải là một mẫu bàn tay tốt. Bởi vì trên mẫu bàn tay xuất hiện khá nhiều những cái nét xấu, nó phá đi những cái nét may mắn. Đó là sao? Xuất hiện những đường chỉ thoát tài. Mọi người có thể thấy đây. Đây này. Đấy, đường chỉ hướng xuống đây này. Vì giai đoạn cuối này. Đó là dấu hiệu làm được bao nhiêu, tiền ra sạch hết bấy nhiêu, không có giữ được lại. Đất đai khoe thì có một vài hecta đấy chứ, bây giờ mà bán đi mà cầm tiền ra cũng sạch banh hết, chả giữ được đồng nào. Còn đất thì vẫn còn của, chứ bán đi một cái là không còn đồng nào trong tay, tiền nó sẽ bị trôi tuột hết đi. Bởi vì sở hữu đường chỉ phá sản rất lớn xuất hiện trên đường chỉ sinh đạo, nó đâm thẳng xuống như thế này, nguy hiểm lắm nhé. Mà nó lại xuất hiện ở giai đoạn cuối của đường chỉ sinh đạo. Chủ nhân mẫu bàn tay này có hỏi mình rằng là không biết cuộc đời về sau này có một cái kinh tế ổn định hay không, có khá được hay không, hay giàu có được hay không, hay là phải rơi vào trong cảnh đó là tiền mất tật mang. Thì mình cũng xin trả lời là đối với cái mẫu bàn tay này chỉ đủ ăn mà thôi, không có giàu được. May mắn đủ ăn là may. Bởi vì đường chỉ hướng lên cũng có, mà đường chỉ hướng xuống thì lại khá đậm, khá xấu. Và trên mẫu bàn tay cũng thể hiện những dấu vết đường chỉ thoát tài cơ bản, như là đây này, kẽ của ngón giữa và ngón đeo nhẫn cưới này có một đường chỉ đâm ra đây này, đấy, dấu hiệu thoát tài này, dễ tin người này, cho bạn bè người thân vay mượn là không lấy được lại này. Mẫu bàn tay này sẽ mất rất nhiều tiền chỉ vì cái tính thương người, giúp đỡ người, nhưng mà không đúng nơi đúng chỗ đúng lúc. Chỉ có một hai điểm ưu tú nhất trên mẫu bàn tay này mình đánh giá cao, đó là sở hữu được cái tuổi thọ cao. Bởi vì có đường chỉ sinh đạo tương đối dài, mọi người thấy không? Đấy, nó rất là dài, nó chấm gần sát cổ tay rồi nó dừng. Tiếp theo nữa, vòng cổ tay lại sở hữu ba ngấn rõ ràng luôn, thể hiện là người có sức vóc tốt, sức khỏe tốt, ít đau ốm bệnh tật. Tuổi thọ chủ nhân mẫu bàn tay này ít nhất cũng phải tầm khoảng đến 80 tuổi, rất cao. Và sẽ có một cái sức khỏe tốt, bởi vì màu sắc trên mẫu bàn tay được cái là hồng hào. Nhưng cái màu hồng này nó lại nằm trên một cái bàn tay quá khô, quá thô. Vì thế nó chỉ mang lại về vấn đề sức khỏe thôi. Còn tài lộc thì là cái điều không thể. Sợ nhất đó là sao? Con cái sau này không được nhờ và nó sẽ phá hết tiền của chủ nhân mẫu bàn tay này đi. Cung tử tức mà thấp hãm như này
con cái sẽ là cái điều rất đáng lo ngại, sẽ là một cái rào cản rất lớn cho chủ nhân mẫu bàn tay này, sẽ phải lo cho con cái rất nhiều. Tam nam thì bất phú, tứ nữ thì bất bần. Đúng là cái câu tam nam bất phú nó rơi chính vào số phận của người nữ này. Đó là một vài điều mình muốn chia sẻ đến cho mọi người. Cái điều mình muốn nhấn mạnh lớn nhất đó là cái cung tử tức, nó đóng vai trò rất là quan trọng cho mỗi người. Và đa phần cái cung tử tức khi xem ta sẽ căn cứ vào bàn tay nữ, bên bàn tay phải sẽ chính xác hơn. Còn bàn tay nam thì nhiều khi sẽ đưa một cái phán đoán nó sai lệch rất nhiều. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hy vọng những điều mình vừa chia sẻ đến cho mọi người sẽ đem lại cho mọi người một cách nhìn thật là mới mẻ đối với cái khoa xem chỉ tay nhân tướng học này. Bạn nào thấy video thật hay, hữu ích, hãy nhấn cho mình một nút đăng ký để mình có thêm thật nhiều động lực nữa, tạo thêm nhiều video hay nữa để chia sẻ đến cho mọi người. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm, có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.